rạo rực với một sự kiện lạ, vượt biên giới qua một nước Cộng hòa khác. Bỗng dưng xuất hiện những ngọn lửa đốt đồng, bất ngờ đến nỗi trong một thoáng bạn không thể tin vào mắt mình khi bạn đang ở một nước Nga xa xôi chứ không phải nơi quê nhà. Những ngọn lửa reo vui quyến rũ đến mức bạn không thể không dừng lại. Trong buổi chiều vàng của nước Nga, chúng tôi thấy mắt mình cay cay. Thì ra, dù con người có khác nhau, đất đai có khác nhau, nhưng mùi khói từ rơm rạ nơi đâu cũng giống nhau, chẳng phân biệt Âu hay Á. Ngay lập tức, gần như tất cả thành viên trong đoàn đều xuống xe, ngắm nhìn say mê những làn khói với thứ tâm trạng khác nhau. Chắc chắn, hình ảnh này đang làm sống lại những hoài niệm của ai đó trong chúng tôi về một vùng quê yên bình của quãng đời tuổi thơ. Với quãng trời có đàn trâu đang gặm cỏ, có cánh diều nghiêng nghiêng. Xa xa, những ngọn khói đốt đồng la đà trong buổi chiều sẩm tối. Giờ đây, chúng tôi mới có dịp chứng kiến hết vẻ đẹp của cánh đồng Nga trong ca khúc nổi tiếng cùng tên mà bất cứ ai yêu nước Nga đều đã từng hát. Trên đồng lúa quê hương, vầng trăng chiếu sáng hay lung linh tuyết nhẹ rơi. Ôi nước Nga mến yêu, lòng tôi mãi bên người. Dù trong thành phố chiều đã buông, vầng trăng non lơ lửng treo cuối trời, gợi lên trong chúng tôi bao nỗi nhớ mong nơi quê nhà. Mới đó mà đã gần một tháng, vì tay quay phim chính của đoàn còn nhớ rõ, trước lúc lên đường, anh còn kịp đón Trung Thu với các con trai mình. Tất cả các loại xe cộ đều bật đèn, chuẩn bị qua biên giới. Quốc lộ rộng lớn, với hàng đoàn xe tải kềnh càng, nối đuôi nhau, tưởng không bao giờ dứt. Cuối cùng, điều mọi người dạo dực mong chờ cũng đã đến. Biên giới không có cột mốc, không lính canh, không cần làm thủ tục hải quan, mà chỉ có tấm biển xác nhận. Từ đây bắt đầu phần lãnh thổ của nước Cộng hòa Chuvash tự trị. Chỉ cần mấy bước chân, bạn đã vượt qua biên giới một cách nhẹ nhàng. Lãnh thổ Chuvash nằm giữa hai con sông Sura và Svergi, cả hai đều đổ vào Volga. Nước Cộng hòa này có diện tích 18.300 km², dân số 1.200.000 người. Thủ đô là thành phố Cheboksary. Thiên nhiên của Chuvash được cho là đặc biệt kỳ thú vì nơi đây tồn tại những cánh rừng thông hỗn hợp, lại có cả thảo nguyên, rồi những đồng cỏ ngập nước, những ngọn đồi và những khe suối có hình thù ngoạn mục. Theo bảng chỉ dẫn, thủ đô Cheboksary còn cách chúng tôi tới hơn 80 km, vì vậy mà tìm một nơi dừng chân là phương án chẳng đặng đừng. May sao, khi vừa tắt nắng, chúng tôi cũng tìm được khu nhà nghỉ khá ưng ý, nằm bên bờ con sông Sura. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy từng đoàn xe tải nối nhau qua cầu, nhưng chúng không còn gầm thét, mà trôi một cách êm đềm thơ mộng trong ráng chiều đỏ rực. Mảnh trăng non như vẫn còn lưu luyến với khách phương xa, cũng theo chúng tôi đến đây, e ấp soi mình xuống dòng Sura. Sau Volga, Sura là con sông quan trọng thứ hai chảy qua lãnh thổ Cộng hòa Chuvash. Sura có tổng chiều dài 841 km, phần ngang qua Chuvash 230 km. Có thể coi đây là một vựa cá với vô số loài cá quý, không chỉ làm giàu cho Chuvash mà còn cung cấp cho các vùng lân cận. Khu nhà trọ mà chúng tôi tá túc có lối kiến trúc đặc trưng Nga, với từng xúc gỗ thông tròn chất chồng lên nhau một cách vững chắc. Toàn bộ nội thất cũng được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, nhìn kỹ từng nét hoa văn trang trí, bạn vẫn cảm nhận được nét gì đó rất riêng của Chuvash, một dân tộc có truyền thống văn hóa lâu đời. Về việc xây dựng nhà gỗ một cách quá kiên cố của người Nga nói chung, tạm có hai cách lý giải. Thứ nhất, để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt ở Nga. Thứ hai, nói theo anh bạn đồng hương người Nghệ Tĩnh, thì đó là một kiểu sải sang của người giàu, nghĩa là dân Nga lại phung phí như tật lười mà anh đã từng gán ghép. Ước tính chỉ cần vài ba xúc gỗ như thế này, người Việt có thể làm được ngôi nhà khang trang. Đúng là dân Nga có phung phí thật, nhưng họ lại có cái lý của họ.
Bởi đâu đâu bạn cũng có thể nhìn thấy những cánh rừng thông bạt ngàn. Đêm ngủ ở Chuvash, chỉ trong lòng cảm thấy khác lạ, chứ thực ra mọi sự vẫn bình thường. Thức dậy, bạn vẫn nhìn thấy những con người Nga. Đêm ngủ, bạn vẫn được ngôi nhà gỗ Nga giữ ấm. Không khí Nga vẫn hiện diện trong từng hơi thở. Thì bạn đã ra khỏi nước Nga đâu? Chuvash vẫn là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga rộng lớn. Biên giới trong trường hợp này chẳng qua chỉ là một khái niệm. Những ngôi nhà thơm nức mùi gỗ thông, những con đường ngập sát lá vàng, những khu vườn vắng lặng nơi vùng biên giới này, rồi đây sẽ chỉ còn trong ký ức của bạn. Chia tay với vùng đất chưa kịp biết tên của Cộng hòa Chuvash, ấn tượng lớn nhất để lại trong lòng bạn vẫn là phong cảnh thiên nhiên. Từ cánh đồng cho đến rừng cây, từ dòng sông đến bến nước, đâu đâu cũng toát lên một vẻ đẹp tiềm ẩn rất Nga, không thể lẫn lộn. Hình ảnh ấn tượng kế tiếp là từng đoàn xe tải nối nhau qua cầu trong cảnh hoàng hôn đỏ rực. Có thể bạn không liên tưởng sâu xa, chẳng hạn như lượng hàng hóa được vận chuyển ấy nói lên điều gì, vân vân. Chỉ đơn giản đó là hình ảnh đẹp, mà có lẽ còn lâu lắm mới có thể phai mờ khỏi ký ức bạn. Cuộc hành trình trở lại Volga đang còn ở phía trước, với bao thành phố lớn nhỏ, bao làng mạc heo hút cùng những nét văn hóa đặc sắc bề dày lịch sử hình thành từ dòng sông Mẹ vẫn đang chờ bạn khám phá. Thảo Nguyên, sáng sớm vừa rời khỏi nơi hạ trại đêm qua bên bờ sông Sura, chúng tôi đã ngay lập tức lọt vào vùng đồng cỏ thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa Marien. Nhìn bầy ngựa thông dong gặm cỏ, thảng hoặc lại lồng lên, xả những nước kiệu phóng khoáng trên đồng cỏ bao la, lại chợt nhớ đến giai điệu bài hát Nga quen thuộc. Theo định nghĩa địa lý nghiêm ngặt thì đây mới chỉ là vùng rìa của đại thảo nguyên Trung Nga mênh mông. Do ảnh hưởng của sông Volga, địa hình khu vực này vẫn mang dáng dấp những ngọn đồi thấp, mấp mô uốn lượn và chia cắt bởi những thung lũng hình lồng chảo nối tiếp nhau. Dọc theo hữu ngạn sông Sura, chỉ trong khoảng 30 cây số từ xa lộ quyết mạch M7 cho đến điểm giao hòa của con sông này với dòng Volga vĩ đại, là vùng đất cài răng lược thuộc lãnh thổ ba nước Cộng hòa Nga, Chuvash và Marien. Tên gọi của nước Cộng hòa Marien có nghĩa là xứ sở của người Mari. Dân cư gốc của nước Cộng hòa thuộc nhóm ngữ hệ Finno-Ugorsk. Những dân tộc có mặt trong nhóm này tản mát khắp châu Âu. Ngay từ thế kỷ thứ 16, người Mari đã gắn bó số phận của mình với dân tộc Nga khi tự sáp nhập vào thành phần đế chế Nga. Ngôi làng đầu tiên của đất nước Marien mà chúng tôi ghé ngang có tên theo thổ ngữ là Iastuga, làng bên truyền sông. Thời Xô Viết, nó từng có tên là làng vô sản, không phải vì nó nghèo đến mức không có gì, chẳng qua vì từ vô sản là từ khóa quan trọng trong kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin. Làng nào vào thời đó mà được đặt tên như vậy là vinh dự lớn. Thế kỷ 18, khi phái bộ truyền giáo Nga đến đây lập nên tu viện thánh Mikhail Arkhangelsk, ngôi làng này được hình thành bởi những người lưu dân đến đây khai hoang, trồng trọt và đóng góp hoa lợi cho tu viện. Lúc đó, nó được đặt tên là Ấp Mới. Ấp Mới ngày nay đã thành quá cũ. Ta có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi từ bao giờ ở ngôi làng thanh bình, yên ả này. Làng Iastuga thuộc huyện Kazmazemiansk. Không hiểu vì lẽ gì mà lãnh thổ nước Cộng hòa Marien bao la nằm hết phía bên tả ngạn sông Volga, lại để lọt cái huyện bé tí teo này sang phía bên này sông,
lọt thỏm giữa vùng đất của người Nga và người Chuvash. Đây cũng là huyện duy nhất trong số 14 huyện của nước Cộng hòa này nằm ở hữu ngạn sông Volga. Ngôi làng vắng lặng vì mọi người đã ra đồng từ sớm. Chúng tôi quyết định sẽ ra tham quan nơi dân làng trồng trọt, khi biết rằng đó cũng không xa và nằm ngay trên đường đi của đoàn đến thành phố Vasilsusk. Ngoài bìa làng, con đường đất chúi xuống một hẻm sâu lầy lội. Andrei, anh bạn lái xe người Nga của chúng tôi, tỏ ra hơi căng thẳng. Quả thật, xe mà xa lầy hay hỏng hóc ở đây thì cũng gay go. Chúng tôi chỉ mới đi được gần một nửa trong số 10.000 cây số của lộ trình dự kiến dọc theo sông Volga, mà thời gian thì cứ sầm sập đuổi theo sau lưng. Cuối cùng thì xe cũng vượt qua được cái hố một cách an toàn. Đối với Việt Nam thì đường xá thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ thường ngày ở huyện mà thôi. Trên cánh đồng Iastoga, dân làng đang thu hoạch bắp cải. Khi nghe chúng tôi tự giới thiệu là nhóm làm phim của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đang làm bộ phim về lịch sử, văn hóa Nga dọc theo sông Volga, mọi người tỏ ra rất hồ hởi. Bắp cải ngon quá nhỉ. Thế chỗ các anh không trồng được bắp cải à? Ý chị nói ở Nga ấy à? Không, ở quê các anh ấy. Ồ, có chứ. Những người nông dân Marien này còn nói: hãy nói với các bạn Việt Nam đến đây canh tác cùng chúng tôi. Đất đai của chúng tôi còn mênh mông, chúng tôi làm không xuể. Làng Iastuga có cả thảy 50 nóc nhà với hơn 100 nhân khẩu, nhưng chỉ có độ 20 người vừa chăn nuôi vừa trồng trọt trên một diện tích hơn 450 mẫu ruộng và đồng cỏ. Đất đai vì thế tuy màu mỡ nhưng cũng còn bỏ hoang khá nhiều. Có lẽ là những người nông dân Marien còn phải tăng cường cơ giới hóa nhiều hơn nữa các khâu canh tác của mình thì mới đủ năng lực để khai thác hiệu quả những cánh đồng bạc ngàn mênh mông này. Trong số 700.000 dân của Cộng hòa Marien, có 47,5% dân số là người Nga, 42,9% là người Mari, số ít còn lại là người các dân tộc khác như Tatar và Chuvash. Mặc dù người Mari vẫn giữ ngôn ngữ, tiếng nói riêng cũng như nhiều tập quán đặc sắc của mình, nhưng quá trình đồng cư và giao thoa văn hóa với các dân tộc khác, đặc biệt là người Nga, cũng làm cho họ có thêm những tập tính hội nhập khác. Nét chung dễ thấy nhất là sự đôn hậu, cởi mở và hiếu khách mà những người nông dân ở làng Iastuga dành cho đoàn làm phim chúng tôi. Mời anh, chủ trước, khách sau. Thôi được, tôi uống trước. Chúc sức khỏe các bạn. Cảm ơn, ngon lắm. Rất ngon. Ngon à? Vodka mà. Vodka Nga đấy. Anh nếm thử một miếng. Đây là bánh gì? Piroyki à? Không, đây là bánh Siganyi. Tiếng Chuvash hay tiếng Mari? Không biết nữa. Tiếng Nga đấy gọi là Siganyi. Bánh bột kẹp xúc xích ấy mà. Anh bạn kia uống đi. Làm gì mà quay phim chúng tôi mãi vậy? Sẽ chiếu lên TV ở Việt Nam à? Anh này từng là cựu tuyển thủ bóng đá Nikolai. Còn đây là anh Svasik, thợ máy.
Marianne có diện tích lãnh thổ rộng hơn 23.000 km vuông, trong đó diện tích các rừng cây lá hỗn giao, rừng sòi, rừng phong và rừng cây lá kim chiếm đến hơn 70%. Vùng Đông Bắc nước Cộng Hòa là nơi bắt đầu của các dải rừng taiga ngút ngàn, còn chưa in dấu chân người. Đây này, súp lơ này rất ngon, nhưng phải nấu lên mới ăn được. Bạn xem này, hoa súp lơ màu trắng này, rất dễ thương. Xem này, cái súp lơ này là ngon nhất đấy. Tặng các anh đấy, cầm lấy đi. Tôi không tiếc gì đâu, mình đã gặp nhau mà. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. So với các khu vực khác của Liên bang Nga, Marianne vẫn còn là một mảnh đất nghèo. Tuy nhiên, xứ sở của người Marie này lại rất giàu có những tâm hồn phóng khoáng và những tấm lòng nhân hậu. Từ một điểm nằm ở ngã ba biên giới của các nước Cộng Hòa, Marianne, Chuvas và Nga, ta có thể thấy một khu dân cư thấp thoáng dưới những rặng cây đã chuyển màu thu vàng rực. Đó chính là Vasilsusk. Bên rìa thị trấn, trên một ngọn đồi khác là một ngôi làng điều hiu có tên là Malinovka. Cả khu vực không còn dấu vết của pháo đài nào như sử sách đã từng mô tả. Dãy rào gỗ liêu xiêu quanh làng thật khó làm ta liên tưởng đến một tiền đồn từng một thời đóng vị trí quan trọng bậc nhất trong việc trấn giữ biên giới phía đông của đế chế Nga. Malinovka vốn là tên một loài chim sâu rất dễ thương và phổ biến ở phần lớn lãnh thổ châu Âu của nước Nga. Cái tên này được đặt cho hàng chục ngôi làng rải rác trên khắp đất nước rộng lớn này. Nhưng cũng có điều hơi đặc biệt là làng Malinovka này đã từng xuất hiện trong một bức tranh mùa thu của danh họa Levitan. Nhìn ngôi làng yên ả lại nhớ đến những câu ca trữ tình của một bài hát Nga, bài Chú Chim Sâu. Chợt nghe tiếng chim sâu ca rộn rã đâu đây, lòng bỗng nhớ phút giây họ hèn đã lãng quên. Và chú chim sâu khi ấy hát vang bài ca không lời về những ước mơ sâu kín ta chưa dám trao nhau. Tình yêu đã mất, nỗi đau giờ cũng đã qua. Dòng suối trôi mãi, mang theo tuổi trẻ về nơi xa. Chỉ có chú chim sâu vẫn hát vang bài ca không lời. Mối tình trong tim bỗng như lại khẽ ngân nga. Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu đôi chút về ngôi làng nhỏ này khi nói chuyện với một bà lão. Bác tên là gì ạ? Olga. Olga à, một cái tên Nga thuần túy phải không ạ? Tôi cũng không biết nữa. Các dân tộc khác cũng có tên đó đấy. Thế làng của bác có tên là làng gì ạ? Malinovka. Smezoka à? Không, Malinovka. Malinovka. Tình trạng dân cư của làng hiện nay như thế nào? Dân cư của làng hiện nay chỉ còn toàn ông già bà cả thôi. Toàn ông già bà cả thôi à? Gia đình trẻ nhất là 45 tuổi. Thế những người trẻ tuổi đâu cả rồi? Họ đi lên thành phố hết rồi. Liệu họ có quay về không hả bác? Quay về à? Có lẽ là không đâu. Vì ở đây chẳng có công ăn việc làm gì cả. Ồ, các anh quay phim tối à? Quay làm cái gì bà lão 70 tuổi này? Bác đã 70 tuổi rồi ạ. Nhưng trông bác rất phúc hậu và khỏe mạnh. Đã 70 rồi đấy. Tôi là người Chuvas đấy. Bác là người Chuvas sao? Nhìn nét mặt của bác, tôi lại tưởng bác là người Nga chứ. Không, tôi là người Chuvas. Cả đời sinh ra, lớn lên và chắc là cũng sẽ chết trong cái ngôi làng này thôi. Làng của bác là đất Chuvas hay là đất Nga? Đất Nga. Đất Chuvas bắt đầu cách đây độ 25 cây số. Phía bên kia sông mới là đất Marianne. Phía bên này là Marianne, bên kia là Chuvas, còn đây vẫn là đất Nga. Làng Malinovka nằm trong vùng phụ cận của thị trấn Vasilsusk. Đây là vùng đất không lớn, chỉ độ vài cây số vuông. Về mặt hành chính thì thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga. Mảnh đất này do lịch sử để lại và cho đến nay vẫn nằm lọt thỏm trong vùng đất của người Chuvas và người Mari.
Trong quá khứ, Vasisursk được hình thành với mục đích quân sự thuần túy. Vì vậy, ngay từ đầu và suốt nhiều trăm năm sau đó, không ai suy nghĩ về các điều kiện phát triển kinh tế cho vùng đất này. Pháo đài Vasisursk là nơi đồn trú của các đơn vị biên phòng, rồi thỉnh thoảng trong các chiến dịch hành quân lớn vào lãnh thổ của Hãn quốc Kazan, thì nơi đây trở thành điểm tập kết tạm thời của quân đội Nga. Mọi chi tiêu đều lấy từ ngân sách quốc gia. Và lại vào thời đó, ở Vasisursk cũng không có nhiều nông dân và thợ thuyền để tính đến việc phát triển nền kinh tế. Vasisursk chủ yếu phân bố trên địa hình gò đồi ven sông. Những vạt rừng vàng rực ánh thu trong tiết trời ấm áp làm ta ngây ngất trước vẻ đẹp có đôi chút tiều tụy của vùng đất này. Cấu trúc địa hình ở đây không mấy thuận lợi cho việc canh tác. Những triền đồi tuy không dốc đứng nhưng do trọng lực của các lớp băng tuyết tan chảy vào mùa xuân cũng đã bị bào mòn hết lớp thổ nhưỡng màu mỡ. Không có giống hoa màu nào thích nghi được với điều kiện khắc nghiệt ở đây. Chỉ có những cánh rừng hỗn giao và những trảng cỏ hoang dại là bất chấp. Chúng vẫn sinh sôi mãnh liệt, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên mà các nghệ sĩ có đầu óc lãng mạn nhất đã ví xứ này như một thủy sĩ trên sông Volga. Dấu tích xưa cũ nhất của Vasisursk còn lại có lẽ là nhà thờ Khmelovka nằm sát bên mé nước của sông Volga, hay đúng hơn là hồ chứa nước Cheboksary. Hồ Cheboksary đã làm tăng đáng kể kích thước của sông Volga. Có những chỗ chiều rộng của dòng sông giãn ra đến 16 km và độ sâu lên tới 35 m. Hồ Cheboksary là hồ nước được hình thành muộn nhất trong số các hồ thủy điện trên sông Volga. Ngoài việc bổ sung nguồn năng lượng đáng kể cho lưới điện quốc gia, đập ngăn nước còn tạo nên một vùng lòng hồ có diện tích lên đến 2.200 km2. Vasisursk cùng nhiều làng mạc khác đã không thể tránh được mối thủy hoạn này. Phần lớn dân cư và nhà cửa của họ đã phải rời lên đỉnh các ngọn đồi. Kết quả là để có thể đến thăm Vasisursk ngày nay, chúng tôi đã phải vượt qua một con dốc khá cao. Vậy mà cũng chỉ mới thấy mốc địa giới thôi, chứ làng xóm vẫn còn ở cao tít trên kia. Như chúng ta thấy trên tấm bảng, Vasisursk đã được thành lập gần 500 năm. Nhưng ở thời điểm này, khi chúng tôi đến đây, chẳng còn đâu dấu tích phá đài cổ từ một thời oai chính biên cương nước Nga. Thực ra thì sự suy tàn của pháo đài Vasisursk không phải đến bây giờ mới diễn ra. Trong lịch sử, vai trò quân sự của nó cũng không phải là lớn. Việc Vasily chọn địa điểm xây dựng nên pháo đài này cũng khá kỳ lạ. Pháo đài được đặt ngay trên đất địch một cách trơ trọi. Sau lưng là hai con sông Volga và Sura. Với địa thế này, việc rút lui cũng như tăng viện đều rất khó khăn. Theo binh pháp Tôn Tử thì đấy gọi là vào tử địa để tìm đường sống, chỉ có thể quyết tử để giành chiến thắng mà thôi. Vasisursk ngày nay thoạt nhìn có cái vẻ sơ sát tiêu điều, nhưng trên những con đường làng gồ ghề lở lói, hình ảnh khá đông những người phụ nữ thong thả dạo bước với những chiếc xe nôi có thể làm ta suy nghĩ khác đi. Dường như đang xuất hiện một luồng sinh khí mới trên mảnh đất này, một thế hệ mới đang được sinh ra và lớn lên. Thế hệ ấy có thể sẽ làm hồi sinh mảnh đất quê hương mình. Chắc rằng họ sẽ xây dựng nên một thành phố Vasisursk phồn thịnh, chứ đâu cứ phải là một pháo đài kiên cố nhưng sớm mai một như ngày xưa Vasily và binh lính của ông đã từng làm. Chuyến phà thường nhật cập bến Vasisursk đúng giữa trưa. Có cảm giác như dòng người và xe cộ ùa lên từ dưới bến sông đang làm cho ngôi làng cô quạnh này bừng tỉnh sau cơn ngái ngủ. Chúng tôi đã có thể chọn cách qua phà để quay ngược lại tuyến quốc lộ M7.
nhưng cả đội quyết định sẽ quay trở lại theo con đường đã đến Vasilsusk hồi sáng. Con đường xuyên qua ba nước Cộng Hòa rồi sẽ dẫn chúng tôi đến nơi tận cùng của dòng sông Volga. Càng về cuối cuộc hành trình trở lại Volga, những bất ngờ thú vị càng thường xuyên đến với bạn. Trong các tập phim trước, hẳn bạn còn nhớ bao điều ngộ nghĩnh. Đúng là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chúng tôi đến Chebaksary. Vào lúc chiều tà, thành phố rất trật tự, hiện đại và yên bình. Bên kia bờ vịnh, cách một chiếc cầu dành cho người đi bộ là tượng đài người mẹ đứng sừng sững. Bức tượng hoành tráng này được khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 2007, khắc họa hình ảnh người mẹ trong trang phục truyền thống của phụ nữ Chuvash, dang rộng vòng tay che chở những đứa con. Tượng có tổng chiều cao 46 m, bên dưới ghi dòng chữ: cầu mong những đứa con của mẹ được sống trong hòa bình và trong tình thương yêu. Đề án này được hình thành theo sáng kiến và sự đỡ đầu của ngài tổng thống Chuvash, Nikolai Fedorov. Ngoài ý nghĩa nhân văn to lớn, vị trí đặt tượng cũng rất hài hòa trong tổng thể của những tu viện giáo đường có từ thời Trung Cổ. Thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm không phải là lúc ghi hình đẹp, nên chúng tôi quyết định chờ đến khi trời tối hẳn. Quả nhiên, đó là một quyết định đúng đắn. Trong đêm, Chebaksary hiện lên lấp lánh và lộng lẫy như một viên ngọc nằm bên bờ Volga. Không hoàn toàn mang dáng dấp của thành phố châu Âu mà ẩn chứa một vẻ phương Đông huyền bí. Đêm ở Chebaksary thật lắm sắc màu. Màu từ trên rọi xuống, màu từ dưới nước phản chiếu lên. Dù thời tiết không thật ấm áp, nhưng trên các con phố dành cho người đi bộ vẫn tấp nập nam nữ thanh tú. Đặc biệt, các công trình kiến trúc cổ như nhà hát, tu viện, các tháp chuông nhà thờ qua tay các chuyên gia đã thực sự biến thành những tác phẩm nghệ thuật do hiệu quả ánh sáng kết hợp với việc phối màu. Năm 1987, cùng với việc xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Volga, tại trung tâm thành phố hình thành một vịnh nước nhân tạo. Nhiều khu phố cổ bị phá hủy để nhường chỗ cho công trình này. Đó là một mất mát thật đáng tiếc, giống như nhiều trường hợp mà trước đây chúng tôi đã đề cập. Trong vịnh hiện có hai chiếc cầu dành cho người đi bộ được xây dựng theo lối kết hợp giữa cổ và hiện đại. Tuy nhiên, vịnh nước rộng đến 46 hectare này ngày nay đã trở thành nơi thăm thú, nghỉ ngơi và thư giãn lý tưởng cho cả người bản xứ lẫn khách thập phương. Đêm ở Chebaksary không khác gì trong cổ tích. Tưởng như các bậc vua chúa, các quý ông khả kính bên cạnh các mệnh phụ cùng những tiểu thư đài cát với quần là áo lược vẫn còn du đùa đâu đó trong những tòa lâu đài lấp lánh như làm bằng pha lê, hay đang dạo chơi với những mái dòm nhà thờ trong xanh như ngọc. Chebaksary được công nhận là di sản kiến trúc của Nga, là trung tâm hành chánh, công nghiệp và văn hóa của nước Cộng hòa Chuvash. Năm 2002, Chebaksary đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu chọn những thành phố tiện nghi nhất của nước Nga. Chebaksary ngày nay thật sự là nơi có môi trường sống lý tưởng dành cho con người. Nhìn những cặp tình nhân vui đùa trong đêm, bạn không khỏi ao ước. Phải chi trên trái đất này, nơi nào cũng là một Chebaksary. Trong tất cả các đô thị mà chúng tôi đã đi qua trên hành trình trở lại Volga, có lẽ Chebaksary là thành phố được quy hoạch hợp lý nhất. Dù hình thành từ thế kỷ thứ 15, nhưng bạn vẫn cảm nhận đây là một thành phố trẻ trung, năng động. Chebaksary là vùng đất sinh sản ra nhiều danh nhân, nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả là Vasily Sapayev, vị danh tướng thời nội chiến mà cuộc đời thật và những huyền thoại chung quanh ông
trộn lẫn vào nhau thật khó phân biệt rạch ròi. Khu tưởng niệm có không gian thật rộng lớn, ngay trung tâm là bức tượng ông ngồi oai nghiêm trên lưng con ngựa chiến đang trong tư thế tung vó đặt trên bệ cao. Phía trước là công viên với những luống hoa ngay hàng thẳng lối. Phía sau là nhà bảo tàng trưng bày những hiện vật và hình ảnh liên quan đến người anh hùng huyền thoại này. Bốn mặt chung quanh bệ tượng được chạm trổ các bức phù điêu bằng đồng mô tả lại cảnh sinh hoạt và chiến đấu của những người lính trong sư đoàn 25 huyền thoại của Sapaev. Ở đây bạn có thể bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ tay trong tay như đang hạ quyết tâm trước một trận đánh, hay cảnh những tù binh bạch vệ còn nguyên mũ mão đầy đủ hàm lon đang được áp giải bởi dáng điệu hiên ngang của các chiến sĩ Hồng quân với họng súng chĩa thẳng và lưỡi lê tuốt trần. Các cảnh kéo pháo, tải đạn tiếp theo cũng đều được khắc họa một cách khéo léo, trung thực và sinh động. Nếu không vội, mời bạn hãy nghỉ ngơi giây lát rồi tiếp tục tham quan.